Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, trước mặt quý vị và các bác đây đang là những cái đôi loa Chepbot. Thì hiện tại bây giờ là tổng kho nhà em, hôm nay em đã vét kho nhà em rồi nhé. Và còn được 7 đôi Chepbot. Đấy, 7 đôi Chepbot. Và cách đây đầu tuần thì bên em có về được 20 đôi. Đấy, có về được 20 đôi và hiện tại bây giờ thì còn lại 7 đôi. Còn được lại 7 đôi thì bây giờ em sẽ lên sóng toàn bộ cái lô chép này cho các bác cùng ngắm và cùng nghe, cùng thưởng thức. Và bác nào muốn sở hữu những đôi Chepbot này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác được. Các bác có thể nhìn thấy những dòng loa chép này là dòng loa chép Made in USA, hàng sách tay của Mỹ. Và ở đằng sau quần đồng đây thì đều có mã số nhé, đều có mã số này. Và quần đồng hai tụ càn. Đấy. Và trên này thì cũng đều có mã vạch nhé, các bác có thể check mã vạch trên này nhé. Và đây thì ở phía trước ngoài các bác đây là một loa chép màng giấy. Đấy, loa chép màng giấy nhé, đánh rất là êm. Đánh rất êm, rất mượt mà luôn. Tiếng rất hay, rất sáng. Và cái chân này của nó thì nó giúp cho những cái đôi chép mà đứng vững nhá. Đấy, đứng rất là vững, rất là chắc chắn. Và quan trọng hơn thì chúng ta nghe nhạc, chúng ta có thể bẻ nó xuống này, cho lên này, cho lên nữa này. Đó, rất là tiện lợi khi các bác sử dụng nhá. Và chế độ của nó là chế độ chạy tự động. Khi một cái bài hát mà nó nhiều chép hoặc là ít chép thì những đôi chép này nó sẽ tự động hóa nhé. Nó sẽ chạy theo đường tín hiệu của âm nhạc nhé. Nó là 200W nhé, trở kháng là 8 ohm và 200W nhé. Và hiện tại bây giờ thì em đang đánh một đôi luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây là một đôi nhé. Vâng, và bây giờ thì em xin kính mời các bác cùng thưởng thức. Các bác có thấy cái chất âm của nó có hay không ạ? Rất là mềm mại và hay nhé. Và những dòng chép này cũng rất là độc lạ và chất luôn. Vâng, những đôi chép này thì các bác mua về các bác ghép vào những cái đôi loa Bass 20, Bass 25 thì nó gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hiện tại bây giờ em đang ghép về đôi loa Bass 30 luôn nhé. Đôi loa gì bây giờ? Bass 30 mà nó còn lên được như vậy. Tiếng rất là hay và mềm mượt. Em đánh qua cùng đẩy công suất luôn nhé. Em đang đấu song song và em đánh qua cùng đẩy công suất luôn nhé. Vâng, và như các bác có thể thấy đây là những cái hệ thống chống cháy của nó cũng cực kỳ là tốt rồi nhé. Đấy, hệ thống chống cháy của nó thì gồm hai tụ điện một cuộn cảm. Tức là hệ thống phòng thủ của nó cũng rất là chắc chắn và kỹ lưỡng rồi. Qua những ba lớp phòng thủ, một là quần đồng, hai là qua một con tụ, xong tiếp theo là qua một con tụ nữa xong mới đi vô con chép này nhé.
hệ thống phòng thủ 3 lớp rất là chắc chắn luôn. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và các bác cũng có thể để lại số điện thoại, để lại comment bên dưới, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác được. Và bác nào đang xem video của bên Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác hãy vui lòng ấn nút đăng ký kênh và ấn nút biểu tượng chuông để nhận những thông báo từ video bên Cốc Cốc Audio chúng em và nhận những video mới nhất. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video tiếp theo, những dòng sản phẩm mới tiếp theo nhé.